chào nhé anh. Theo yêu cầu mấy anh kêu em quay mấy con Asilo chi tiết cụ thể báo giá em quay luôn. Đó, xe anh em giờ á, xe gì nó vỉa chưa dặn. Em quay chi tiết rồi em báo giá luôn và em giảm giá cho anh luôn nha mấy anh. Để cho mấy anh tranh thủ có xe Tết để đi. 4 con su luôn. Hai con su này 7-8 triệu vậy con nè. Sumat Revo nè. Biển số đẹp luôn á anh em. 0123 luôn nha. Con kia là 99 luôn. Đó. Con này 8 triệu, con này 9 triệu. Rồi Asilo. Asilo thì cái cục đỏ là đời cao nha mấy anh. Cục đỏ đời lúc nào cũng cao hơn cục trắng. Rồi để mình coi cái đát nha mấy anh. Cục đát đó. À cái này 26, cục đỏ ha. Cái này cục trắng. Trắng 23 nha mấy anh. Đó. 23. 23 thì bữa nay bán 13 triệu thay vì 14 như hôm trước. À, vừa quay lên là vừa giảm giá luôn. Xe này biển số 67F1. F1 này phép nhớ không lầm là nó huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang nha anh. Đó, anh coi tranh thủ hốt sớm đi nha. Kịp hồ sơ hồ xiết gì á mấy anh. Chiếc này em bán 14 năm thôi. Giảm 1 triệu rưỡi luôn. Em bán bữa nghỉ mai em đi Mỹ nha anh. À, cho anh em coi lốc clip nha. Lốc sơn rất là đẹp nha mấy anh. Đó. Cái này thì do người ta để chúng dép từ thôi mấy anh. Chứ không có phải bị nổ gì đâu. Đó. Ốc sáng rồi, ốc nhái nó còn xanh cẩu nha mấy anh. Còn rất là đẹp nha. Thằng xu mà đi và tầm 30 ngàn thì không nhầm nhò nữa đâu. Còn cái này cái nắp nhựa ở ngoài này thì chiếc nào cũng bị nha mấy anh. À, cái này là mũ thôi, miếng mũ thôi. Đó. Rồi người ta chạy người ta dép cọ vô đó nó chốc thôi. Chiếc nào cũng bị vậy mà. Xe này combo riêng còn đen thui nha mà. Thấy không? Ốc nhái luôn còn rất là đẹp. Bô còn rất là đẹp luôn. Đẹp hơn con này. Đây con kia thì nó mất hơn 1,5 triệu. Con này có gắn bảo vệ thì cái nắp nó đẹp hơn nhưng mà nó không chạy ha. À, con này còn có 13 triệu luôn nha mấy anh. Bớt triệu luôn. Ông này thì bớt 1,5 triệu hả. Còn 14 năm hả. Rồi giảm sập sàn luôn. Để cho mấy anh nhanh gọn lẹ mình chốt. Xe này cặp lốp đẹp nha. Nhờ cố gắng bảo vệ nha mấy anh. Máy này miễn bàn. Sang ơi lại nổ máy chứ Asilo thử thì sao. Cho sang nổ máy nha mấy anh. Này đi nhiều hơn con kia nha. Thì nè, nó rẻ tiền hơn thì chắc phải đi nhiều hơn rồi. Đời thấp hơn nữa. Nó còn chồng chứ đi. Bóp da lại mới được. Ờ à, nếu bệnh hả. Đậu lâu quá mấy anh. Ồ xe mấy chú chồng này chết luôn đó không. Coi có tác phụ bóp da gì không. Mấy cái này để lâu nó vậy đó mấy anh. Đâu để con bên đây coi. Đang làm đường kia nè. Nó vậy là anh em. Tại để lâu quá là không có con nào mà nhảy nổ đâu. Nó nổ đó. Đạp mấy cái anh em. Xăng nó bơm lên em. Tại cái dòng này bây giờ là nó xài qua bét chân. Bình xăng lớn. Rồi đã mới qua cái bét. Anh em đạp nó mới phun. Chứ giờ cái ống xăng nó anh em rút đâu chảy đâu. Dòng xe bây giờ nó là thường nó vậy. Thành ra hơi chậm nổ. Thôi mình phải đạp cho xăng nó phun vô. Phun vô bình. Máy anh nghe con này trước nha mà. Rất êm nha. Máy bao im á. Còn sạch xe lắm nha mà. Rất là đẹp. À, tầm giá này anh em có côn tay đi. Hai thắng đẻ luôn. Xe này đẹp quá mấy anh ơi.
bán bữa nay làm giảm chứ là hết cút luôn đó. Mà anh không tranh thủ mà mua mà đi Tết em cũng thua luôn, biết đợi cái gì nữa. Máy im lắm nha anh, này đi 4 led luôn anh, đèn sáng lắm á. Nó nổ chút xíu nó ngọt này, đầu đăng garanti đó nè, nè thấy không, máy đang nổ đó. Thép gờ tay vô cảm nhận là nhúc nhích này chứ nổ không nghe. Bao im máy, bao im, bao im bao zin nè. Quay cái đầu bò cho anh coi nha, đó bò bò đó, bò đó đấy. À, không có dấu hiệu mà giận mở nha mấy anh, đó, máy đang nổ nè. Ý là giờ để biết bao lâu xăng qua chưa ngọt mà nổ, đang nổ ganh tì đó. Đó, anh em nghe máy nè. Sáng em quên nó thua rồi, chiếc này còn sáng không? Sáng á, để lâu quá. Để lâu quá nè. Thằng này cũng vậy luôn, ngày máu máy bao anh em cũng chả thua con nói đâu. Thôi được rồi sáng đây, khỏi đạp đó. Mình nói vậy anh em mà tự nghĩ đó là đây thấy không, cũng vậy luôn, cũng chưa có dấu mở dấu gì đâu đó. Nhớ làm sao ghi lại đi, con này ghi lại 13 triệu đi, con ghi 14 năm đi, bán rẻ rẻ để cho anh em mà có xe mà đi Tết đó. Rồi vậy thôi anh em, anh em có cần thêm hình ảnh video bị liên hệ với sang giờ nó đang trụ trì ở ở cái cơ sở này anh em. Nè cái chỗ chậm dừng nè, anh em đi tới 8.000 nhớ nha anh em. Chỗ cái đường liên vàng nè, đèn vàng nè, chậm dừng ở 38.000. Sang nhảy đang trụ trì ở đây. Rồi ok anh em, xin chào nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào.